Đây là ngô nha các bạn. Ngô này là sẽ đập nhỏ ra để mà làm bột ngô ấy, bột ngô để ăn ấy, người ta không mua nha, chỉ có ấy gì luôn ta cay nó phải chơi nào đã. Số con ra. Aki aki tu du cay phải chơi. Phải chơi con mèo số ta bông, nó con bra na đã. Cái này là ở quê là toàn làm ngô để mà xấy ra bột đấy là người ta ăn chứ không mua nha các bạn. Đây có hai loại ngô này, là ngô màu vàng này và ngô màu trắng này. Có ngô màu đen này. Có ngô màu đen luôn à? Đấy. Ese bretu, bretu ya que ya cae nata bong ne. Bretu la nata bong. Cái nào ese nào? Ngô màu vàng với ngô màu màu trắng nha các bạn. Đấy, em nhỏ này đưa cho mình này. Kêu anh em này, anh em ơi. Em ơi. Em ngồi đây. Em ngồi bên đó. Ngồi đây cho con đít ngồi đây. Dạ. Đấy. Dạ chào. Xin chào con em. Ok nha các bạn, trong này nha các bạn. Bây giờ là kêu mấy em nhỏ là thưởng thức món ăn thôi. Rất là ngon, tuyệt vời lắm. Đôi dạ. Ê, cái gì ta mặt gai á? Nhìn đúng một bếp màu ấy. Ê, ngon hề, tuyệt vời anh em ơi. Quá ngon. Ngon là xin vào lo ta bông. Ngon nhỉ. Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Tôi tên Lindo. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Sống ở Châu Phi nhá. Clip hôm nay là anh em chúng tôi hôm nay ở nhà chống dịch nên là phải nướng hấp cá nhá, hấp cá với là xả này và ớt cay. Là ớt cay thì mình bỏ ít thôi, không phải bỏ nhiều đâu. Là chống dịch là ở trong nhà thôi, là không được đi ra ngoài đường nên là mình tập hợp anh em vào trong nhà lại. Nhưng mà không tụ tập trên 10 người. Ở đây là tầm 20 người các bạn ạ. Ok, xong rồi các bạn ạ. Đây, bây giờ đưa lên thôi, đơn giản. Đấy, okay. Nhanh gọn mà đơn giản. Chưa chín là thơm ngon rồi. À? Chưa chín thơm ngon rồi à? Vâng. Thơm ra lấy ra mùi thơm. Lấy à? Rồi đưa lên đi. Ok. Lên đồ nói chưa chín mà thơm ngon rồi, không biết mùi như thế nào. Có lẽ mùi than. Mùi than mới thơm ngon. Ơi. Đây này, mình bỏ có 3 chai bia thôi nha các bạn. Tí là mấy em nhỏ ăn là vào cháy luôn. Đây, ngon chưa? Quá ngon luôn. Không bỏ sao vậy? Không cần bao giờ. Chỉ hấp được hấp như thế này rồi tí làm súp ở ngoài ấy là chấm thôi. Đúng, đấy, đúng bỏ nhiều súp vào mặn lỡ mấy em nhỏ không ăn được cái gì. Toàn. Tuyệt vời. Là hai thằng mà ăn từng này là toàn luôn đấy. Phải cho em nhỏ ăn nữa. Làm bỏ ớt cay là mình không cắt ra nhá. Ớt cay là không cắt ra là nó không cay đâu. Chỉ có để có quả như thế là nó có cái mùi hăng hăng của ớt cay thôi. Đấy ok thì đợi tầm 1 tiếng hoặc là 2-3 tiếng gì đó là anh em chúng tôi sẽ mời em nhỏ đến ăn nhá. Thì người anh em trong nhà cả thôi. Đây. Đây anh em trong nhà tí có mẹ. Để bôi có mẹ. Làm ngô.
làm ngô ấy xì chấm ma ngô. Đây là ngô nha các bạn. Ngô này là sẽ đập nhỏ ra để mà làm bột ngô ấy, bột ngô để ăn ấy, người ta không mua nha, chỉ có ấy xì luôn ta cay nó phải chơi na đã. Số con ra. Aki tu duka ya paje. Paje con me su tabong, no compra nada. Cái này là ở quê là toàn làm ngô để mà xấy ra bột đấy, là người ta ăn chứ không mua nha các bạn. Đây có hai loại ngô này, là ngô màu vàng này và ngô màu trắng này. Có màu đen này. Có ngô màu đen luôn à? Đấy. Ese bretu ya que ya cae na tabong, né? Bretu na tabong. Ngô màu vàng với ngô màu màu trắng nha các bạn. Đấy, em nhỏ này đưa cho mình này. Ngô này là nếu mà cám màu màu vàng này, cám màu trắng này. Đấy, nó hai loại mà. Em phải đi này, cái này em phải đi này. Đây là em phải đi nha các bạn. Đấy. Giống phải đi luôn, Vika bảo. Đấy, đứng lại. Đấy, em phải đi nha các bạn. Này, khu này, khu to này, bùng to này. Đấy, giống phải đi luôn. Đấy, trong lúc đợi cá chín thì mấy em nhỏ nó còn làm mấy cái bùi với là cái hột ngô hư ấy, là người ta vứt ra nhá. Ngô này sẽ đưa đi xay ra nhá, xay nhỏ lại ấy, là thành bột ngô. Thành bột ngô là người ta nấu ăn chứ không phải là đi mua ngoài chợ. Ngô này là người ta tự trồng luôn, người ta tự làm. Đấy, mấy em nhỏ đang làm. Ở đây là nhỏ hay to gì cũng phải bắt đầu không đi học là phải đi làm nông dân, làm nông nghiệp ấy, để ăn uống, giúp đỡ gia đình. Tuyệt vời luôn. Wow. Kêu anh em ơi. Em ơi. Em ngồi bên đây. Ngồi bên đây, cho con địt ngồi đây. Dạ. Dạ, chào. Ok nha các bạn, trong này nha các bạn. Bây giờ là kêu mấy em nhỏ là thưởng thức món ăn thôi. Rất là ngon, tuyệt vời lắm. Kulia bra tu sa ta ne. Ôi. Vâng, xin chào đi. Xin chào đi. Ngồi chứ không? Dạ. Đấy. Ngồi đây thôi các bạn ạ. Không ngồi, không có bàn để ngồi. Thật. Ngon. Xin ta có mẹ. Thơm ngon lắm. Anh em ơi. Các bạn nè. Đấy. Thơm ngon lắm. Đây, lấy ba photo rồi. Dạ, mà xin bắt xong rồi. Bông. Ta bắt xin lại. Ê ra. À kì. Đấy. À kì. Dạ, bắt xong rồi. Dạ. Nè nè, vâng xe. Ê là đền. Vâng xe là đền. Nó tên mai. Ồ. Tên mai. Phát tâm rồi. Chào mọi người, tôi biết cái phát tâm. Hả? Cái mai. Dạ, tôi biết cái phát tâm. Hả? Tại sao cô xa lì à? Xa lì và mẹ tay à lì à, bữa đá tù à. Dạ, cái... Chá cái đấy thì... Có mẹ à lì. Có mẹ à lì. Xem nào có mẹ à lì. Ok các bạn, thì trong xuôi rồi, anh em chúng tôi cũng ăn thôi, đói lắm rồi. Thì mời các bạn ăn nhá. Mời các bạn ăn. Đợi thế lên. Có mời. Thì là... Ok, dạ. Rồi, mỗi ngày cứ một con ăn. Dạ. Ok. Olha o prato. Cá này ngon lắm. Escolhe o peixe, olha. Chống dịch là như thế này thôi. Chống dịch là ăn như thế này rất là ngon. Ngon. Mời các bạn ăn nhé. Nhìn đông của mua tụi ngon lắm. Chụp luôn. Ơt cay quá. Đông giá. Ê, cái gì ta mặt gai á? Nhìn đông của bếp màu ấy. Ê, ngon hề, tuyệt vời anh em ơi. Quá ngon. Ngon là xí phá lô ta bông. Ngon là xí phá lô ta gọt xí delicioso. Con đi cùng ăn nhá. No, đi đây. Ngon, tuyệt vời anh em. Con đi cùng ăn hơi cay nha các bạn. Tuyệt vời. Cui à? Ê, chị bê xì giam mù nụ tem bù. Dạ.
bánh nó chóc giờ bên có gì không chụp quên nào nào con mẹ nào con mẹ bên gì ê ê lì lăng cả yeah nào nào quẩn rồi nè đây là mi cô nào nào con mẹ bên gì hả đây là mi cô nào con mẹ bên gì hả comen acá por ti comen ahora no comen por qué así no no te va a aparecer en la cámara nada estoy hola ya Benguela puede ser tres Benguela ở trên quê anh đây là không có mari đâu là không có biển ya. Chỉ có cá này là đóng từ thành phố lên nhưng mà đóng trong xe công lạnh đấy xe đông lạnh ấy trong máy lạnh ấy các kiểu ấy nó mất cái vị tươi của nó rồi. Cho lấy con nhiều nè. Ngon lắm quá tuyệt vời. Ngon cá này không biết giờ cái đen rùn nó tên sang kia nâu còn nung cái gì đi anh ai vào cái gì cả đi sao à cô đã bỏ thế mà thế mà lim mao bố phải chơi sao lim mao chơi lim mao cay quá ngon lắm cay ngon hả cải ăn cải ngon ăn cải ngon, cải ngon. Chụp rồi cải ngon đây ăn số sốt quê à số quê à cũng rất là gì rất là gì quê quê bông quê à quê à có quê à số quê à latinha bonitinha igual a Daisy à, em phải đi này, em phải đi, em trai phải đi đấy. Đi được mau phải đi. Yêu à gì đấy? Giống phải đi gì luôn. Đang ở đây nhá, đang còn đi học và ở đây. Em phải đi đấy, phải đi đang ở trên quê, không xuống được, công an chặn đường cái gì rồi. Ngon, tuyệt vời. Ok các bạn, thì clip hôm nay là làm món cá hấp chả đấy, là cũng bình thường thôi, nhưng mà hiện tại đang còn ở cách ly dịch ấy nên không có ý tưởng nào hay để mà làm trôn với gì ấy. Mấy anh đen còn lại thì cũng về quê rồi, là về đường ấy là không thể nào mà lên đây được, tại vì đường là công an chặn lại hết, những cái người nào mà ra ngoài cửa ra ngoài nhà là người ta bắt quay đầu liền đấy, là cũng rất là khó khăn, nên là mình sẽ làm một series là cách ly tại châu Phi, mong các bạn ủng hộ nhá. Và nhớ đăng ký kênh Quang Linh Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, đạt 1 triệu subscribe nhá. Chào các bạn. Chào các bạn. Là chào amigo. Chào amigo về video. Rồi. Cui à này. Cui à. Rồi, cái này aquí después comen acá bo le va dentro Wanda. Después comen junto cui.